Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay trên tay mình lại là một cái sản phẩm, nói chung là cái sản phẩm này mình thấy cũng là điều bình thường. Thì trên tay mình đang là một sản phẩm của VJ Shop, có nghĩa là đây trên tay mình là một cái len. Thì mình mua một cái len cũ nha, con này là con len kit 1650. Thì mình vừa mua được trong sáng hôm nay luôn. Hôm nay là ngày 14 tháng 3. Tại vì mình có hai con máy, các bạn biết là mình có một con Fuji nè, mình có một con Fuji với lại một con XA7, nhưng mà bây giờ là mình cần một, nhưng mà hai con máy chỉ có một cái len. Hôm nay mình sẽ mua lại con thêm một con len nữa, tại vì trước mua mình mua có một cái body thôi, một body máy này thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mua thêm một con len. Đây, hàng cũ, nhưng mà mình có xin thêm một cái hộp để bóc hộp cho các bạn xem cho nó dễ, chứ thực chất cầm một cái len không thì nó kỳ quá. Đấy, anh chị không, sản phẩm này bên đó mua đóng gói lại, đóng bịch lại cho mình luôn. Thì mình cũng có test sơ ở tại đó, tại vì mua len cũ mà. Len này chỉ có 9 mấy% thôi, mình mua giá không rẻ, 2,5 triệu. Còn đấy, đây, thấy chưa, đẹp chưa? Ôi, các bạn thấy đẹp chưa? Đó, len này là len 1650 nè nha. Đó, len 1650 nè. Ngoại hình mình cũng thấy cũng khá là ok. Mặt kính thì nó cũng mấy, nhưng mà mặt kính này có thể chùi được. Đấy, ngay này là ngầm ít. Mau ngầm ít nha. Đó, con này là len zoom. Con này là len zoom. Nó khác với cái con len 1545 của mình, là cái này nó hình như tiêu cự nó cái góc nó hơi nhỏ hơn một xíu, vài độ chắc không đáng kể đâu. Đấy, gồm stacking nè, đó, con này là có stacking là 58 để có filter hoặc là cái hot đó, hot để chụp ngoài này, nhưng mà mình không có. Ban đầu là mình hỏi lên Sigma với lại lên Vitrop của 30 á, tại mình cần một cái đó hơn, thì nhưng mà giờ không có thì mình cứ mua tạm, tại vì hai con máy, giường nào mình cũng có hai con máy, mình cũng cần một con len. Mình mua chắc có nhiều bạn nghĩ là sao mình lại mua cái con này len kit mà không mua con khác, vì nói là mình mua cái này trước, sau này mình có chuyển vô XT3 hay là XT30 gì đó thì mình sẽ dùng con luôn, hẳn con này len này luôn, mình dùng hẳn con len luôn, sau này mình chỉ cần mua body, dùng len này để test và dùng, tại vì len kit của Fuji cũng đẹp mà. Mình thấy đa phần tất cả các len kit theo máy nó đều khá là đẹp nha. Đấy, ngầm tất cả là ngầm Fuji hết nha. Đấy, mình sẽ lắp vô luôn cho các bạn xem để test nó nét không. Nét thì mình nghĩ là hàng của Fuji thì mình không có nói gì nhiều rồi, mình thấy thấy khá là đẹp. Đây, ngầm nè, một cái chấm đỏ đây nè, cái này đã đây nè. Đó, đó, thông thường thì các bạn dặn vô đó vậy thôi. Nó là body, lúc nếu mà các bạn mua một con Fuji XA10, con Fuji này á, thì nó sẽ làm, đây là một combo của nó luôn, đâu đó nó sẽ dưới 7 triệu là một combo như vậy. Nó có cả kèm sạc nữa nha, sạc của bên bán hàng, nếu mà cũ mới đều có, tất cả đều có sạc, một là có sạc, hai là có sạc trực tiếp đây luôn, ở đây có một lỗ sạc trực tiếp luôn nha. Thì cái này thì tất cả dòng máy đều có đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy lên luôn. Đó, để mình test luôn cả cái này cho các bạn xem luôn nè. Đó, đây nha. Đó. Mình vẫn chưa hiểu được là cái dòng ngoài này nè. Dòng ngoài này có chỉnh được cái gì không, nhưng mà mình thấy là hầu như là mình thấy nó không chỉnh gì được. Mình không rõ, tại vì trên con XA7 của mình á, XA7 này, dòng riêng này là cũng là zoom luôn nè. Đó, dòng riêng, nhưng mà cái này thì trên đây thì nó chỉ có cái dòng này nè, là nó sẽ zoom thôi. Đó, các bạn thấy không, bạn thấy rõ nó không? Đó, dòng này chỉ là zoom thôi nè. Đó, nó chỉ là zoom thôi nè. Đó, còn cái dòng ngoài này là thông thường, bên kia nó cũng có zoom nhưng mà không biết có focus gì không hay là gì đó không thì mình chưa thấy. Thì mình vẫn chưa hiểu là cái này nó, một không biết là nó có chỉnh focus hay là gì không. Tại vì mình đang chỉnh tế độ toàn là chỉnh tay không à. Đó, mình dùng A nè, đúng không? Chỉ cái này là chỉnh ISO nè. Cái này là chỉnh cái này là dặn khẩu nè, dặn cái vòng chuyển nè. Đó. Cái này là dặn dần len nè, đó. Nhưng mà cái này thì mình không biết là nó có focus hay không, nhưng mà mình thấy nó hình như nó không hồng, như sao nó không có tác dụng, hay là len này cần update hay sao, mình chưa rõ lắm. Mình chưa rõ lắm nha. Thì
nói chung thì cũng ok, nói chung lên thì ra đẹp mà, nào thì tất nhiên đẹp rồi mình sẽ chọn chèn một số đoạn vô hình ảnh đẹp mình sẽ đi chụp, sắp tới mình sẽ đi chụp sẽ cho các bạn xem luôn đó. Nhưng mà mình vẫn muốn mình vẫn muốn nghiên cứu coi cái lens này, cái con lens này là nó, cái dòng này là để nó có tác dụng gì đó. Nè, các bạn để các bạn nhìn từ trên xuống cho dễ nha. Đấy. Yeah. Cái dòng này rê không có gì hết nè, thông thường cái dòng đó là dòng dặn zoom á, nhưng mà cái này là các bạn thấy chưa, à các bạn thấy chưa, nó không có có chuyển hay là nó không có cho mình biết được là nó đang ở đâu hay là nó chức năng này của nó đang làm gì đó. Đó, mình không biết là chức năng của nó là để đang làm gì thôi đó. Đó, không, nó không có tác dụng gì hết đó. Cái này là ISO auto nha, mình chỉnh về cái mình hay chỉnh đi nha. Đấy đó, cái này là chỉnh ISO thôi đó, còn này chỉ là zoom thôi đó. Lens này gắn vô mình thấy chỉ tác dụng là chỉ zoom thôi đó. Đó, zoom nhưng mà nét cũng nét lắm nha, con lens này cũng nét lắm nha, đi chen lens theo máy thì cũng mặc định, nhưng mình không biết có cái này có cần up bios lên không thôi, chứ còn nếu mà dài hôm nữa mình cảm thấy không ok mình sẽ up bios lên đây cho cái dòng ring này nè. Nếu mà cần up dat thì mình chơi cái này thì đâu có nhầm gì đâu, mình sẽ xem có cái này là dòng này có tác dụng gì nhé. Và video đây tới đây thì mình cũng chỉ vừa chia sẻ cho các bạn mình mua được một con lens kit, lens cũ kit nha, 90% của bên còn đúng một cái một bên VJ shop luôn. mình mua tới là mua là tại vì mình có hỏi trước, mình sợ không có, mình có hỏi trước thì cũng có hàng thì đấy, thì đó là mình thấy lens này cũng lens kit của nó thì khá là ngon là đẹp, nhưng mà mình sợ quay đêm nên mình cần có cái lens kia hơn, nhưng mà tiên dùng lens này đã. Video chắc mình sẽ cũng chốt tại đây, các bạn thấy hay hãy để lại cho kênh của mình một like, một share, một subscribe.